Phương xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhật ký hạnh phúc. Chương trình phát sóng lúc 18 giờ 10 phút thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Và trong mỗi chương trình thì chúng tôi lại có một tình huống rất gần gũi với đời sống của chúng ta, để rồi từ đó chúng ta sẽ có cơ hội nói chuyện với các chuyên gia, bác sĩ để tìm ra những kiến thức, những lời khuyên bổ ích để giúp cho việc chăm sóc chính bản thân mình, chăm sóc cho gia đình mình một cách tốt hơn. Và tham gia với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, Lan Phương xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thế Vĩ, chuyên khoa da liễu, sẽ ngồi đây và cùng thảo luận về chủ đề mà chúng ta quan tâm. Em xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Lan Phương, xin chào quý vị khán giả. Tôi là bác sĩ Nguyễn Thế Vĩ, chuyên khoa da liễu. Dạ, ngày hôm nay thì chủ đề của chúng ta là viêm da dị ứng. Thì viêm da dị ứng là vấn đề mà có thể xảy ra ở bất cứ đâu và với bất kỳ ai nếu như chúng ta không biết bảo vệ và chăm sóc làn da và chăm sóc cơ thể của chúng ta đúng. Dùng các loại sữa tắm, dầu gội mà kém chất lượng cũng có thể gây ra cái vấn đề này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn và chắc là bác sĩ cũng sẽ có rất nhiều thứ để chia sẻ. Nhưng mà trước đó thì Lan Phương xin phép mời quý vị khán giả và bác sĩ cùng theo dõi tình huống nhé. Chị Hạnh vừa về đến nhà thì cả nhà đã dùng bữa cơm tối xong. Ông Ngà có hỏi con dâu của mình sao không về sớm để dùng cơm luôn mà đi đâu lâu quá, thì chị Hạnh trả lời rằng chị phải đi siêu thị mua ít đồ cho nhà mình. Lúc này chị lấy ra trong túi một bộ sản phẩm dầu gội và sữa tắm mới đưa cho bà Ngọc xem và nói rằng đây là sản phẩm mới nên được khuyến mãi với giá rất ưu đãi hấp dẫn. Giá rẻ như cho nên chị Hạnh mua rất nhiều để sử dụng cho một năm. Thấy con dâu biết tiết kiệm và chi tiêu hợp lý nên bà Ngọc rất hài lòng. Nhưng ông Ngà lại nói, các sản phẩm mới nổi trên thị trường này còn phải xem kỹ nguồn gốc xuất xứ, thành phần, nhãn mác và hàng sử dụng này kia có ổn không nha, chứ không phải cái gì rẻ tiền cũng tốt đâu con. Nghe ông Ngà nói, anh Dũng cũng tỏ ra đồng tình, nhưng bà Ngọc thì bảo vệ con dâu. Nó tiết kiệm được cho nhà mình thì tốt chứ sao, với lại con nhỏ cũng có kinh nghiệm mua sắm, chẳng lẽ nó đi mua mấy cái hàng trôi nổi về cho nhà mình xài hay sao, cha con đừng lo lắng quá. Chị Hạnh nghe vậy cảm thấy vui trong lòng vì được mẹ chồng ủng hộ. 3 ngày sau khi chị Hạnh mua dầu gội sữa tắm thì Hiền và Dũng có dấu hiệu ngứa ngáy trên lưng và mặt. Lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy. Hai đứa nói với mẹ thì bị chị Hạnh rầy la là tắm không kỹ nên mới bị ngứa và khó chịu như vậy. Nhưng ngay sau đó, ông Ngà cũng cảm thấy khó chịu và ông thấy trên phần cánh tay và bụng của mình bắt đầu nổi đỏ, ngứa ngáy. Ông Ngà bảo rằng ông đã tắm 2 lần rồi nhưng vẫn rất khó chịu, càng tắm càng ngứa ngáy nhiều hơn, làm chị Hạnh cảm thấy lo lắng. Anh Dũng thấy vậy mới vào trong nhà tắm lấy ra những chai sữa tắm mà hôm trước chị Hạnh mua về và phát hiện sữa tắm và dầu gội này đã hết hạn sử dụng. Đây là nguyên nhân vì sao lại được bán rẻ như cho, bây giờ cả nhà đang bị viêm da dị ứng. Lúc này chị Hạnh cảm thấy hối hận và nói thiệt với mọi người rằng chị mua sữa tắm dầu gội ngoài chợ, được người ta mời gọi mua chứ không phải mua trong siêu thị. Vì ham rẻ nên chị đã mang về tai hại cho cả gia đình mình. Anh Phúc nghe xong liền cấp tốc gọi cho bác sĩ để kịp tư vấn và điều trị đúng cách. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn về chủ đề viêm da dị ứng cùng với bác sĩ nhé. Dạ thưa bác sĩ có thể nói cho khán giả được biết là viêm da dị ứng là gì và nguyên nhân gây ra viêm da dị ứng ạ? Cái tình huống mà chúng ta vừa chia sẻ với nhau ấy rất thường gặp và tôi thấy rằng là cũng là tình huống mà chúng tôi khi ngồi khám bệnh về da liễu hay được khách hàng chia sẻ. Về bệnh viêm da dị ứng thì đây là một cái tình trạng mà da bị viêm do yếu tố dị ứng tác động vào cái làn da đó. Cái yếu tố dị ứng đó thì nó rất là đa dạng, nhiều lắm. Ví dụ như là cái mỹ phẩm hết hạn hoặc là không rõ nguồn gốc như là tình huống chúng ta vừa trao đổi. Thế rồi là chế độ ăn, tức là thức ăn cũng có thể làm cho dẫn đến viêm da dị ứng. Có nhiều người ăn những cái đồ mà protein lạ, chẳng hạn như là đồ biển hoặc là ăn nhộng cũng sẽ bị viêm da dị ứng. Rồi những cái yếu tố thay đổi từ bên ngoài vào, chẳng hạn đơn rất nhiều người là đến mùa hoa mà hoa sữa chẳng hạn thì lại bị dị ứng, tức là do cái dị ứng với hoa sữa. Thế rồi là thay đổi thời tiết, nó làm thay đổi cái nhịp mà tác động vào cơ thể của chúng ta và như vậy cái da của chúng ta cũng phản ứng lại. Rồi những cái yếu tố khác nữa như là một bộ quần áo mới mà chất len dạ chẳng hạn mà nó không hợp với cái làn da chúng ta khi mặc vào cũng có thể dẫn đến là tình trạng dị ứng. Nguyên nhân thì nó rất là nhiều và nó có thể là bất kỳ một cái
đâu đó mà chúng ta tưởng rằng nó vô hại, nhưng nó cũng có thể tác động vào làn da của chúng ta. Nhóm nguyên nhân thứ hai đó chính là do cơ thể của chúng ta rất là nhạy cảm. Cũng một cái tác nhân như vậy, nhưng mà những người cái da không có quá nhạy cảm thì lại không có bị. Còn có những người mà rất nhạy cảm thì chỉ một chút cái tác nhân thay đổi thôi cũng làm cho cái làn da nó phản ứng lại và với cái dị ứng và biểu hiện thành ra là tình trạng da dị ứng. Dạ vâng ạ. Vậy thì là có yếu tố là từ ngoài môi trường và yếu tố từ trong cơ địa của mình. Thế thì cái biểu hiện của viêm da dị ứng là những gì ạ? Biểu hiện của viêm da dị ứng là tình trạng viêm trên da. Và nó cụ thể như sau. Đầu tiên cái da có thể là nổi mẩn, những cái nốt đỏ, rồi những cái mụn nước, rồi những cái đó nó có thể thành những cái mảng như là người ta gọi là mày đay. Đấy là tình trạng thứ nhất là cái da nổi mẩn lên, nổi đỏ lên, nổi mụn nước lên. Tình trạng thứ hai là ngứa, rất thường gặp. Ngứa có thể ở cái vùng mà tiếp xúc với cái tác động vào, chẳng hạn như là cái dầu gội không đúng nó có thể ngứa trên đầu, nhưng nó cũng có thể ngứa toàn cơ thể. Đó, cái phản ứng dị ứng nó có thể là toàn thân hoặc là tại chỗ. Thì cái ngứa là cái luôn luôn khiến mọi người phải tìm đến bác sĩ. Ví dụ như là cái da nó có thể hơi đỏ một chút thì cũng chưa lo lắng lắm, nhưng mà nếu mà ngứa suốt và ngứa rất nhiều thì đấy là cái nguyên nhân chính để mọi người tìm gặp bác sĩ và muốn trị liệu cái viêm da dị ứng. Rồi cái tình trạng da nó có thể có hiện tượng là không phải chỉ là nổi mẩn mà nó có thể bị khô, nó có thể bị bong những cái vẩy, nó có thể bị ráp, sờ nó sần sùi, rồi nó có thể bị nứt nẻ. Và những cái tình trạng đó nó làm cho cái người bị bệnh viêm da dị ứng rất khó chịu và phải đến gặp bác sĩ ngay. Dạ vâng ạ. Vậy là biểu hiện là những cái vết đỏ, những cái mụn nước, rồi một cái mảng, hoặc là khô, rồi viêm, hoặc là nứt nẻ đúng không ạ? Kiểu bị khô lên quá. Thế thì thưa bác sĩ, là những đối tượng nào dễ bị viêm da dị ứng ạ? Bất kỳ ai cũng có thể bị viêm da dị ứng. Nếu mà có tác nhân dị ứng tác động vào mà cơ thể mình phản ứng lại thì nó dẫn ra bệnh da dị ứng. Như vậy là bất kỳ ai cũng có thể có những tác nhân vào và có thể bị dị ứng. Tuy nhiên thì những người mà có cơ địa người ta gọi là nhạy cảm thì dễ bị dị ứng hơn so với những người khác. Những người nhạy cảm này là những người như thế này này, là hay bị các bệnh về yếu tố liên quan đến dị ứng. Ví dụ như là bệnh hen, ví dụ như là bệnh viêm mũi dị ứng, ví dụ như là bệnh viêm kết mạc mùa xuân. Những cái bệnh mà dị ứng, những người mà có cơ địa mà nhạy cảm là những người hay bị bệnh dị ứng thì cũng dễ bị cái bệnh về viêm da dị ứng. Đấy là rồi là những người mà có cái làn da mà nó bị khô thì cũng rất hay bị dị ứng. Có những trường hợp mà da rất là khô, sờ nó thậm chí bong chóc, không phải vào mùa hanh mà nó vẫn bị khô. Đó, thì cái làn da khô đó làm cho cái da nó dễ bị nhạy cảm. Và như vậy thì nó cũng dễ dẫn đến tình trạng là bệnh viêm da dị ứng. Thì cái nhóm thứ hai là những người da mà bị khô. Nhóm thứ ba là một số những người mà bị một số các bệnh lý khác. Ví dụ như là một số bệnh lý về gan, bệnh lý về mật, tức là cái sự chuyển hóa nó bị kém hơn, do vậy cái sự đào thải các cái chất độc nó cũng bị chậm hơn, nó bị kém hơn và cái da mình nó cũng dễ bị phản ứng. Và như vậy thì những người mà có cái sự rối loạn chuyển hóa thì cũng dễ có thể bị làm dễ xuất hiện những cái tình trạng mà viêm da dị ứng khi mà tác nhân dị ứng tác động vào. Và thì nó có mấy cái nhóm, một số trường hợp mà hay bị hơn những người bình thường như thế. Vâng ạ, cái này thật ra cũng chia sẻ là chồng em cũng rất là hay bị viêm da dị ứng ở trên mặt, cũng khổ thân anh ấy. Chắc có thể là người nước ngoài nên là cái làn da cũng mỏng manh, nên sống ở Việt Nam cái khí hậu thay đổi liên tục, chắc vì thế nên là mỗi lần mà nhìn mặt anh ấy đỏ ửng lên em cũng không biết là phải giúp như thế nào ấy. Thì bác sĩ có thể giúp em chia sẻ cùng với cả quý vị khán giả là có những biện pháp nào để có thể điều trị cái vấn đề viêm da dị ứng ạ? Điều trị viêm da dị ứng thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm giảm những cái nguyên nhân dẫn đến nó, làm giảm những cái tác nhân mà làm cho cái bệnh xuất hiện hoặc là bệnh nặng hơn. Đó. Thì cái này là một cái rất khó. Có rất nhiều các anh chị em đó, khi mà ăn đồ biển đã bị viêm da dị ứng thì mình phải không ăn cái đồ đó nữa. Đó. Hoặc là ăn nhộng chẳng hạn thì bị, thì mình phải không ăn cái đó nữa. Như vậy là mình phải chặn đứng nguyên nhân. Thứ hai là mình phải giảm những cái yếu tố mà làm cho cái bệnh nó nặng khi mà đã bị. Ví dụ như là những cái đồ len da mặc cọ sát vào người. Thế rồi là bên cạnh đó thì các cái chế độ ăn uống cũng có ảnh hưởng. Mình cần phải uống nhiều nước để nó đào thải các cái chất độc ra khỏi cơ thể, cái hệ thống gan nó hoạt động được tốt. Điều trị quan trọng nhất đó chính là trị liệu dùng thuốc và dùng sản phẩm. Thì bao gồm có sử dụng thuốc uống. Thông thường thì sẽ sử dụng những thuốc uống về chống dị ứng.
cái này thì dứt khoát là phải có bác sĩ kê đơn rồi, chứ cũng không nên là tìm hiểu sơ sơ xong rồi chạy đi mua thì nó sẽ không có chuẩn đâu. Phải gặp bác sĩ khám, bác sĩ sẽ kê cái đơn thuốc gì. Thì cái thuốc bao gồm có thuốc uống để giảm cái tình trạng dị ứng, giảm tình trạng ngứa, giảm cái tình trạng mà kích thích vào cái da. Tiếp theo nữa là bôi tại chỗ, rất quan trọng. Tùy theo cái cấp độ, mức độ nặng nhẹ của viêm da dị ứng và tùy theo cái lứa tuổi, ví dụ cháu bé sẽ bôi thuốc khác, người lớn sẽ bôi thuốc khác, mức độ nặng bôi thuốc khác, nhẹ bôi thuốc khác, thì tùy theo tình trạng nặng nhẹ mà sẽ lựa chọn các cái sản phẩm thuốc cho nó phù hợp. Tiếp theo nữa là những cái sản phẩm mà làm giúp dưỡng cho làn da, ẩm cho làn da. Trong cái trị liệu về bệnh da nói chung và viêm da dị ứng nói riêng á, thì một cái mảng rất quan trọng là những cái dược mỹ phẩm, nó hỗ trợ cho cái chuyện là điều trị, dược phẩm hỗ trợ cho điều trị bệnh lý, thì cái đó là cái mà cần bổ sung thêm. Ngoài cái chuyện bôi thuốc thì bôi những cái kem dưỡng ẩm, kem hỗ trợ để cho làn da nó được tốt lên. Thì thông thường hiện nay điều trị là như vậy: ngăn những yếu tố nguyên nhân, giảm những yếu tố làm tăng nặng và sử dụng thuốc để trị liệu. Dạ, nãy giờ bác sĩ đưa ra rất là nhiều các kiến thức và cách phòng ngừa rồi cách chữa trị rồi nên và không nên. Thì bây giờ trước khi kết thúc chương trình thì em mong là bác sĩ hãy tổng kết lại cho em và tất cả khán giả lời khuyên về vấn đề viêm da dị ứng ạ. Một câu hỏi rất là khó. Nó nhiều quá, bao trọn cả các vấn đề tới chúng ta trao đổi với nhau. Thì lời khuyên của tôi với những trường hợp mà viêm da dị ứng thì nó như thế này. Đầu tiên là chúng ta phải cố gắng đừng để cái tình trạng viêm da dị ứng nó xảy ra, tức là chúng ta phải ngăn ngừa nó trước. Thì bằng cách là chúng ta giảm những cái tác nhân nó có thể tác động vào chúng ta, ví dụ như là không có dùng mỹ phẩm không đúng cách tràn lan ngoài thị trường. Thế rồi là cũng không nên sử dụng thuốc hoặc là những cái sản phẩm gì đó mà không rõ nguồn gốc. Cái đó là nguyên nhân rất quan trọng dẫn đến viêm da dị ứng. Thế rồi là cũng không nên gọi theo dõi cơ thể xem mình bị dị ứng với cái gì, đúng không ạ? Đúng rồi, ăn hay là cái đó uống. Cái đó là rất quan trọng. Chúng ta phải luôn luôn lắng nghe cơ thể. Chúng ta phải ngăn ngừa yếu tố mà dẫn đến viêm da dị ứng. Thì như vậy. Tiếp theo nữa là nếu mà có lỡ bị rồi thì chúng ta phải làm giảm cái tình trạng nặng của viêm da dị ứng. Tức là sử dụng những cái cách thức để làm cho nó không bị nặng lên hơn, ngăn ngừa cái tác nhân nó dẫn đến nặng. Ví dụ như là không tác động vào cái da một cách quá mạnh, chẳng hạn như là như thế này. Rất nhiều người khi bị viêm da dị ứng chẳng hạn nó ngứa, thế là chúng ta mới lấy cái viên đá kỳ chúng ta kỳ tra sát, thì đâu đó nó sẽ không chỉ làm cho tình trạng nó không đỡ mà nó còn dẫn đến nhiễm trùng, viêm nhiễm nặng hơn. Thì đấy là những cái mà cũng cần phải lưu ý. Như vậy thì nếu chưa bị thì cố gắng đừng để bị rồi thì cố gắng đừng để bị nặng và đến gặp bác sĩ ngay. Dạ vâng, đó là lời khuyên của tôi. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Chúng ta phải cố gắng là đừng để cho cơ thể bị stress, đúng không ạ? Như là ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt điều độ và cố gắng giữ cho tinh thần của mình thoải mái. Vì dựa trên kinh nghiệm của Phương là mỗi khi mà Phương bị stress ấy, hoặc là bị căng thẳng quá nhiều, cái cơ thể của mình nó không còn hoạt động một cách tốt, một cách bình thường nữa, thì là nó sẽ rất dễ gây ra các vấn đề, ví dụ như là mụn hoặc là một số các cái vết ngứa hoặc là nổi mẩn ở trên da. Thì là chúng ta hãy cố gắng là giữ cho cái sinh hoạt của mình thật là ổn định, thật là tốt, thì như thế thì toàn bộ cơ thể của mình sẽ mạnh khỏe. Còn nếu như mà mình có lỡ bị cái vấn đề viêm da dị ứng thì chúng ta hãy nên đến bác sĩ để nhận được những lời khuyên và những cái kiến thức chính xác nhất từ bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều về những chia sẻ của ngày hôm nay. Và Phương cũng hy vọng rằng là tất cả các quý vị cũng sẽ yêu thích chương trình và sẽ thấy là mỗi chương trình của chúng tôi đều mang đến những cái kiến thức rất là bổ ích. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Lan Phương và bác sĩ xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở số tiếp theo. Và hãy nhớ là khung giờ phát sóng của chúng tôi là 18:10 vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Còn bây giờ thì xin gửi lời chào và hẹn gặp lại. Xin chào ạ.